Này lục vận mini này nhé bạn. Hai cây này thì mấy cái chậu này hồi xưa mình mua nhiêu cái mình cũng không nhớ, hình như 300 mấy, ba mươi mấy ngàn hay gì. Rồi cài bán hai cái này, mình gửi hai cái chậu luôn bạn. Hai cái này mình gửi hai cái chậu. Cái này cây linh sam đau điểm là cây lùng. Cái này cái form về vô cây lùng nó đẹp lắm. Cây nó cũng lùng lùng. Cây này không có gửi chậu luôn nha bạn. Ba cây mà mình bán 250, mình chỉ gửi chậu hai cây này thôi. Như hai cây này là hai hai chậu hình như mấy chục ngàn, 70 ngàn hay 70 80 ngàn rồi. Không gửi chậu cây này nha. Cây này gửi chậu nó lỗ luôn. Chậu này hình như cứ 100 ngàn cái nữa. Này mình nhổ ra. Rễ nó nhiều lắm, linh sam rễ nó nhiều lắm. 3 cây 250 ngàn. Bao ship nữa chứ, quên, còn tiền ship với tiền thùng xốp nữa. Này bán chơi giải trí rồi chứ. Cây có 20-30 ngàn mấy bạn ơi. Cây linh sam cũng như 20-30 ngàn đó. Cây này hồi xưa mình chuyển nghiệp vô đây nè, rồi mình chuyển nghiệp vô đây nữa nè bạn. Chứ không phải tự nhiên không không trồng cái nhánh ra được vậy đâu. Bán 3 cây 250 ngàn. Bỏ chậu này lại nha mấy bạn. Để nhiều anh em tưởng đâu 250 ngàn, trời, ba cái chậu này, ba cái chậu này 250 ngàn rồi. Ba chậu này mà bao ship nó gần 250 rồi. Chứ đừng nói tiền cây. Gửi hai chậu này thôi nha bạn. Hai chậu này 200 men, hình như 70 80 gì rồi. Tại mình hồi xưa mình mua ngoài Hà Nội á, mua lú rễ dưới luôn. Cái này không biết chắc nó ăn hết rồi, không hết trời ơi. Năng cũng hết rễ, lẹ lắm, lùng dần thấy nó mạnh ghê không. Năng hết rễ cây này cũng vậy nè, chắc rễ nó ăn mới mốt về mấy nhánh này dài dài vô kẽm uống uống quái quái rồi, nhìn cũng đẹp lắm. Trước mình uống cái lô kia nhìn nó hay hay lắm. 3 cây 250 ngàn bao ship nha bạn.